Chào mừng bạn đến với channel Trải nghiệm Game. Bạn có biết newbie là gì? Đó là ám chỉ một người chơi chưa kinh nghiệm còn non nớt trong tựa game MOBA. Kiểu như, đây là lần đầu tiên tôi chơi một tựa game MOBA như này. Và tình huống Ad gặp rất nhiều ở nhiều newbie chính là cố gắng tích thật nhiều vàng để mua cái vị tướng được các cao thủ hay thách đấu ca ngợi là người gánh đội vô địch thủ. Nhưng họ đâu biết được rằng một số vị tướng đừng tích vàng vô ích làm gì. Vì khi mua, bạn sẽ nhận ra một điều, bản thân chưa đủ khả năng để chơi và vứt xó vị tướng siêu đắt đó một cách đáng tiếc. Vậy thì newbie không nên mua tướng gì? Cùng tìm hiểu top 5 tướng vô dụng đừng tích vàng mua nếu bạn là newbie. Nào bắt đầu. Top 5, Ryu. Ryu là một sát thủ siêu đa năng hiện tại và sự lựa chọn tối ưu nếu bạn sợ bị tranh đường, bởi Ryu đi tất cả mọi đường đều ok trừ roam. Vậy thì sau khi biết được sự bá đạo này, mọi kiện tướng chắc chắn đang nhao nhao cố gắng mua bằng được vị tướng này. Nhưng từ từ các bạn ơi, bởi đây chưa hẳn là vị tướng tốt nếu bạn là một newbie. Bởi dù giá thành của Ryu không cao, chỉ có 13.888 vàng mà thôi, nhưng nếu đổi lại với số vàng này, bạn có được hai bảng ngọc cấp 2 hoàn chỉnh, hoặc mua cái vị tướng khác hợp hơn với bản thân. Với khả năng mới tập tành chơi game MOBA của bạn, thì Ryu có các điểm bất cập gì khiến cho newbie gặp trở ngại? Đầu tiên, đó chính là cách combo rất cầu kỳ và ảnh hưởng nhiều đến vấn đề giao tranh. Kiểu bạn phải đánh xoay quanh nội tại nên gặp khó khăn trong vấn đề sử dụng combo hiệu quả mà an toàn. Thực tế chứng minh, dù là một người chơi có kinh nghiệm thì khi chơi Ryu đều đa số chưa phát huy được hết tiềm năng của vị tướng này. Thứ hai, Ryu là một tướng mạnh nhưng lại yêu cầu kỹ năng cực kỳ cao, mà chắc chắn newbie không thể đáp ứng được nhu cầu đó. Máu giấy lên bảng cực kỳ đơn giản. Vì thế, đây chắc chắn không phải là vị tướng dành cho các newbie, mà các bạn nên dành tiền mua vị tướng khác nhé. Còn nếu bạn quyết mua và với mục tiêu chơi nhiều, khác quen tay và mạnh thì hãy công nhận và ủng hộ bạn. Nhưng khuyên chân thành, anh em cứ tập thì cứ vào đấu thường nhé. Top 4, Murat là sát thủ bá đạo hiện nay. Độ nguy hiểm của Murat thì khỏi chê rồi. Vậy nên luôn có câu, chơi hay Murat chắc chắn gánh được đội là không sai. Và chính vì điều này mà nhiều newbie họ đang phân vân nên mua gì, thì chắc chắn họ hướng tới Murat bởi ước vọng của một người chơi, đương nhiên là gánh đội. Lại bảo bạn không muốn gánh đi, chơi thì ai đều thích, nhưng tại sao S lại đang ngăn cản các bạn không nên mua Murat? Bởi đây là vị tướng có độ khó cực cao. Thực ra thao tác tay của Murat không phải là vấn đề, mà là trở ngại ở đây, đó chính là chiêu cuối của Murat cực kỳ quan trọng trong giao tranh. Nếu bạn không tích được nội tại thì gần như mất đi 50% sức mạnh, và đương nhiên nguy cơ lên bảng là siêu cao. Khi lao vào một giao tranh mà nội tại là con số 0, newbie khó có thể đáp ứng được điều này. Chơi Murat chính là tự làm khó bản thân, chẳng khác một kẻ đang học lớp 1 mà lại bắt hắn ta giải bài toán cấp 3. Điều này hoàn toàn bất khả thi, trừ khi bạn là một siêu thần đồng. Và đồng dạng với Ryu, nếu bạn quyết tâm chơi Murat thì nên luyện tập thật nhiều. Chắc chắn với việc chăm chỉ luyện tập, đồng thời xem các video, clip hướng dẫn chơi thì đảm bảo giúp bạn sớm thành công với vị tướng này. Kiên trì luyện tập làm nên tất cả. Còn nếu bạn không có tính luyện tập và không có nhiều thời gian để chơi thì nên lựa chọn các vị tướng đơn giản khác, không phải là Murat đâu nhé. Top 3, Irie. Hiện nay đang dấy lên câu hỏi được cực kỳ nhiều anh em hỏi S, đó chính là mua Irie hay là Wonder Woman. Thì S trả lời luôn, Irie là vị tướng mạnh đòi hỏi kỹ năng cao và luyện tập thường xuyên mới làm chủ được. Còn Wonder thuộc thể loại cục xúc khô máu rất bá, ấy vậy còn được chuẩn bị tăng sức mạnh khiến cô nàng càng bá cháy hơn. Vậy thì bạn thích một vị tướng siêu cơ động hay là một tướng cục xúc? Đó là quyền của các bạn. Còn đối với S thì Irie là vị tướng không hợp với anh em newbie. Dù cho vị tướng này có ngoại hình và bộ chiêu thức khá giống Sasuo ở bên Liên Minh, nhưng các bạn cần phải cân nhắc. Bởi dù bạn là một người chơi lâu Liên Quân thì khi vận dụng Irie, chắc chắn cảm nhận đầu tiên đó là khó chơi. Bởi đây là tướng có chất sát thủ, nhưng sát thương đều là từ sát thương tay, bộ chiêu thức sát thương gần như không có là bao nhiêu, nên cực kỳ khó nhằn trong công cuộc chơi Irie. Ngoài ra, đây là tướng cần kỹ năng cùng phản xạ tốt để vận dụng khả năng cơ động để xông xáo và tiến thoái tốt trong giao tranh. Việc làm chủ Irie cần một thời gian dài, vì thế newbie chúng ta nên lựa chọn các vị tướng solo đường đơn giản mà hiệu quả siêu mạnh như Arthur rồi Zephyr. Tại sao phải chơi Irie? Khó đấy nhé. Nhưng như Ryu và Murat thích thì mình chơi, thì các bạn đừng quên luyện tập thật nhiều và lựa chọn đánh thường nhé. Top 2, Nakroth. Khi nói về vị tướng thao tác tay khó nhất thì chắc chắn đó là Nakroth. Việc chơi bằng giả lập khiến S cảm thấy chơi Nakroth thật là khó nếu lâu ngày mà không đụng vào vị tướng này. Đây thực sự là một con quái vật phàm tiền siêu bá tại Liên Quân, một sát thủ mạnh đầu game và có thể lăn cầu tuyết bất kỳ trận đấu nào màu trắng. Nhưng để có thể chơi được Nakroth là một vấn đề khác. Dù Nakroth mạnh nhưng rất nhanh bị phế khi bạn thứ nhất không có kỹ năng, không có kinh nghiệm bởi vị tướng này. Ngoài khả năng cơ động cùng khống chế mạnh thì rất mỏng manh,
cùng cơ chế sử dụng chiêu thức hơi bị khác người. Nên đa số các newbie chúng ta thường hăng máu với các pha giao tranh đầu game liên tục, nên Nakroth không nên là con bài được lựa chọn trừ khi bạn muốn fit to win và ăn càng nhiều hành càng tốt. Và đừng phí 18.888 táp vàng cho Nakroth nếu bạn là newbie, mà bạn nên để dành số vàng đó mua các vị tướng khác đeo rank tốt hơn, ví dụ như các xạ thủ chẳng hạn. Đây là một cái xu hướng rất hay dành cho anh em. Và tin chắc rằng sau khi chúng ta tích lũy được khá kinh nghiệm cho bản thân mình thì lúc đó sử dụng Nakroth chính là thời điểm hợp lý nhất. Nhưng khi bạn là newbie thì đó chưa phải là lúc. Top 1 Showman. Khi nói về vị tướng cực khó hiện tại thì không thể thiếu một trong số đó, đó chính là Showman. Bởi lối chơi và chiêu thức của hắn ta đòi hỏi người chơi phải liên tục di chuyển và gần như thao tác tay liên tục, và tay của bạn gần như không rời màn hình trong pha giao tranh. Mà sau một thời gian và khảo sát, anh nhận ra một điều: các newbie thường có thói quen bỏ tay di chuyển liên tục chứ không hề có thể chạm liên tục ở một thời gian dài. Chỉ cần một điểm này thôi là có thể khẳng định Showman sinh ra chưa phải lúc để dành cho các bạn. Tại sao chưa phải lúc? Bởi đối với newbie, thực sự đây còn là một vị tướng khó nhằn. Chưa kể tới, bạn là một người chơi thời gian dài thì đều phải công nhận Showman không phải là tướng đơn giản. Bởi bộ combo thực sự khó nhai, cần nhiều kinh nghiệm cùng kỹ năng chơi. Đương nhiên, luyện tập nhiều chắc chắn giúp bạn chơi tốt, nhưng với lượng vàng cực cao để có Showman thì bạn hoàn toàn có lựa chọn khả thi hơn. Và khi bạn chơi tốt rồi thì leo các bậc rank cao thì Showman chính là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng khi là newbie thì nói không với Showman, dù đánh vị tướng này rất phê nhưng phê lại rất gần với từ phế đó nhé. Đây là 5 trong nhiều vị tướng mà newbie không nên mua và sử dụng. Hy vọng rằng giúp anh em lựa chọn được các vị tướng phù hợp với khả năng của bản thân. Nếu bạn là một người chuyên cày quốc vàng thì điều này càng quan trọng hơn trong việc lựa chọn tướng. Bởi chỉ cần mua nhầm một vị tướng, bạn có thể sót xa cực là nhiều, tại vì sẽ mất 1-2 tuần để mà lựa chọn một cái vị tướng cực kỳ đắt đỏ khác. Trên đây là top 5 tướng vô dụng đừng tích vàng mua nếu bạn là newbie. Nếu đồng quan điểm mà có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và điều thứ hai, đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.